Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay mình mang đến cho anh em một trận tâm ma tại server S152. Và cái trận tâm ma này được chia sẻ bởi một người anh em, đó chính là Ngọc Tuấn. Như vậy là Minh Giáo chúng ta đã vừa nhặt được một cái bạo kích vào khu vực số 16, chuẩn bị có giao tranh rồi. Bật búp vào để cấu combo anh em ơi. Wow, Quỷ Thiên liền, đúng rồi, mình phải dùng Quỷ Thiên để cấu combo của tìm treo tại khu vực số 16. Tiếp tục dồn đam, Nga My đặt vòng rồi, chúng ta đang được hồi máu. Rồi dồn cho Nga My chết luôn anh em à. Ui, phân sơn một cái. Đã có thành viên lên vài điểm số, như vậy là chúng ta đã kết thúc được 3 thành viên treo tại khu vực số 16 rồi. Hôm nay anh em thấy đội hình của mình sẽ có Minh Giáo, Trường Ca, Nga My. Đây là một đội hình rất ít người chơi. Lúc nãy trong bảng chọn môn phái chúng ta thấy có cả cái bang Dương Môn, Huyền Thủy nữa. Nhưng anh em đã quyết định chơi 2 búp với 1 đam anh em ạ. Team này hơi khó đánh nha, bởi vì Minh Giáo rất khó có thể bảo kê được cho Nga My với Trường Ca. Bảo kê ở đây là bảo kê để khống chế team đội bạn nha anh em ơi, chứ không phải là bảo kê hồi máu đâu. Trường Ca, Nga My hồi máu rất tốt rồi. Như vậy hy vọng các thành viên chúng ta sẽ là những tay to đầu gấu và có khả năng tự lo cho bản thân của mình để chiến đấu cho cái trận tầm ma này. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục hồi máu, như vậy là Minh Giáo cũng đã được hồi máu rồi. Chúng ta có lẽ chuẩn bị di chuyển về khu vực số 17 này mà, và hiện tại số đội chỉ còn có 23 đội thôi. Rồi, farm luôn đi. Farm cho chết hết mấy con lính này luôn anh em ạ. Chuẩn bị di chuyển về khu vực số 17, bật búp lên, chuẩn bị chiêu lướt một cái lướt vào, bật Quỷ Thiên lên, rồi chuẩn bị dậm bể cái thuẫn nó, và như vậy là Dương Môn đã bị kết thúc. Tiếp tục đó chính là cải bàn. Wow, team này tính ra mình liên quyết map cũng ngon nha. Hiện tại Minh Giáo đang có bạo kích thì sốc đam khá mạnh. Rồi, sử dụng cái ưu thế mình có khả năng hồi máu thì chúng ta đi quét map. Quay trở lại khu vực số 16 để chết tài nguyên, và có lẽ là mình có nên di chuyển. Ôi, bạo kích luôn kìa. Nhường hay là ăn? Ăn hay là nhường? Ăn luôn em ơi, sắp hết bạo kích rồi. Tiếp tục chạy về khu vực số 17. Bây giờ chúng ta di chuyển về khu vực số 18, có ngũ độc đây rồi. Ngũ độc này đó, ở trong có gì nữa? Tàn kiếm nè, rồi dẫm bùm một cái. Đó, kết thúc hai con. Ủa, ngũ độc có sốc đam kìa em ạ. Quá ghê gớm. Phải nói là khi đối đầu với ngũ độc chúng ta phải thật cẩn thận. Tính ra chỉ có một con ngũ độc thôi đó nha anh em ơi. Một con ngũ độc thôi nó đã cấu tim của mình một lượng máu khá lớn nha. Quá ghê. Phải nói là mặc dù ngũ độc nó không có khả năng sinh tồn tốt, nhưng mà về khả năng cấu rỉa quá bá đạo anh em ạ. Như vậy là chúng ta có ảo tượng xuất hiện rồi, và có một cái quần thể kim cang ảo tượng khá là xa. Có lẽ mình sẽ di chuyển về khu vực số 7, đó là khu vực thương nhân, và chúng ta chạy thẳng về khu vực số 6. Rồi, lạng qua khu 7 luôn anh em ơi. Đúng rồi đó. Lấm, có tim quá. Đó là Minh Giáo, Tiêu Dao nhảy, Tiêu Dao lướt, Tiêu Dao lóc, và hai thành viên chúng ta bị lóc rồi. Tiêu Dao đang bị dùng đam. Một team từ khu vực số 19 di chuyển sang nữa, có cả Trường Ca, Thiên Vương. Thôi, mua đồ xong rồi chạy về khu vực số 6 anh em ơi. Nguy hiểm quá. Chúng ta đã mua đồ xong nhưng có lẽ chỉ mua được một con ngựa thôi. Và hiện tại số đội vẫn có 13 đội. Có team từ khu vực số 6 di chuyển sang, đó là Thiên Vương, Nga My và... Ui, hai con Nga My. Ý, Thiên Vương xoay chùy, và các thành viên chúng ta đã chạy về khu vực số 8 rồi. Wow, ảo tượng khu vực số 8 vẫn còn. Căn nhà cẩn thận nha anh em ơi, có team di chuyển qua là mệt bệnh. Ôi, từ khu vực số 9 kìa có quần, đó là gì đây? Ta cái bàn, Tiêu Dao và cả côn lôn nữa này mà không, đó là tàn kiếm. Như vậy là hai thành viên chúng ta đã lên 7 điểm số rồi. Trời ơi, nó căng quá căng. Như vậy anh em thấy là trong bản đồ này có rất nhiều những team mạnh ở khu vực số 8 hiện tại, đó là cái bàn, Tiêu Dao và tàn kiếm. Bên khu vực số 6 đó là hai Nga My và một Thiên Vương. Ở phía dưới khu vực số 19 thì lại có Thiên Vương, Trường Ca nữa anh em ạ. Như vậy là chiến thuật sử dụng hai búp của chúng ta đã bị thất bại khi liên tục bị đội bạn áp đảo. Không, cái này mà có 3 búp, 4 búp, 5 búp cũng chịu không nổi đâu anh em ơi. Bởi vì úp liên tục kiểu này không hồi chiêu kịp. Cái này gọi là tình huống bị đen trong tâm ma thôi, chứ không phải gọi là gì đâu anh em ạ. Thôi, bây giờ thì nhân vật chính của chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu cho cái trận tâm ma nha. Hy vọng là anh em sẽ tỏa sáng và có thể quật kèo lại với những team lúc nãy đã đối xử với chúng ta một cách tàn nhẫn anh em ạ. Tiếp tục đi chết tài nguyên và bây giờ chúng ta vẫn đang có một cái bạo kích đỏ rực. Rồi gặp team nào mình chơi team đó luôn nha anh em. Nhưng mà anh em thấy là hiện tại trong cái map này rất nhiều búp nha. Mình thấy Nga My cũng nhiều, Trường Ca cũng nhiều nữa anh em ạ. Khu vực số 19 tài nguyên đã bị chết. Chúng ta có lẽ cần phải di chuyển về cái khu vực thương nhân tiếp theo, bởi vì dường như là chúng ta vẫn chưa có quyển bí kíp Phần Sơn Phệ Xuyên. Một quyển bí kíp rất quan trọng cho một phái Minh Giáo. Tàn kiếm nè, ôi tìm long nữa ba. Ôi giờ này mà còn tìm long nữa kìa. Chuối. Chuối, có cả cái bàn. Wow, đây là tàn kiếm, cái bàn và tiêu dao anh em ạ. Như vậy họ chỉ còn có 2 thành viên, khả năng họ vừa có giao tranh. Wow, Minh Giáo giao tranh với tàn kiếm mất rất nhiều máu, dầm một cái nữa bị lắc quỷ thiên rồi anh em ơi. Và như vậy cuối cùng chúng ta cũng đã kết thúc được tàn kiếm và đã có được quyển bí kíp Phần Sơn Phệ Xuyên. Phải nói là được đền đáp cực kỳ xứng đáng và thời gian của vòng số 1 đã kết thúc. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị bước sang vòng số 2. Rồi, ngon lành rồi. Bây giờ chỉ cần hồi 5 con lính này là chúng ta hồi phục lượng máu, sau đó chờ đợi thương nhân và chúng ta về để lấy một quyển tăng cấp bí kíp. Như vậy là hiện tại ở vòng số 2 này chúng ta đang còn 7 đội. Trời ơi, thương nhân nó nằm quá xa anh em ơi. Như vậy theo mình nghĩ là mình farm xong mình chờ tài nguyên đi. Mình mở nhẹ vài cái rương. Biết đâu anh em ở rương chúng ta có quyển tăng cấp bí kíp đúng không? Đỡ phải về thương nhân giao tranh quýnh nhau các kiểu. Đó là một cái rương tại khu vực số 13. Và để mở cái rương này anh em đứng sát góc mép dưới nha. Sát xuống tí nữa anh em ơi. Đó là bị. Đó, đứng ngay chỗ này là đẹp nè. Rồi, không có gì luôn, thúi quắc luôn. Ui, có quần, thơm cực kỳ. Và chúng ta chạy thẳng về khu vực số 5 thôi. Ui, có team kìa, thôi mua đồ trước đã nha. Các bạn cứ việc quánh nhau đi. Đó, cứ việc quánh nhau, tôi cứ việc mua đồ thôi anh em ạ. Cái đó mà anh em ham quánh nhau là chúng ta không mua được đồ nha anh em. Và cũng không có thể kết thúc được tiền bạn đâu. Như vậy là Minh Giáo chúng ta đã có được quyển bí kíp Phần Sơn Phệ Xuyên. Và bây giờ mình sẽ quay ngược trở lại anh em ơi. Như vậy là chúng ta đã có một đội lên 7 điểm số rồi. Wow, không quay ngược trở lại khu vực số 5 à. Tiếp tục đi chết tài nguyên. Hiện tại Minh Giáo đang mất bạo kích. Chúng ta cần phải ưu tiên chết tài nguyên trước đã. Kiếm tấn công bạo kích nữa. Đó là một thiên vương lẻ xuống ngựa đánh thường bật búp ba lên. Ui, nó chạy mất tiêu rồi. Ôi, vẫn bị khống chế. À, bị lắc. Trời. Ôi, thiên vương này ẩn thân hả anh em? Ôi, ảo vậy. Hơi ảo xíu nha, không sao. Có lẽ là nhân vật chính chúng ta hơi hoang mang. Không lẽ mình vừa gặp một bóng ma trong tâm ma. Hết hồn nha anh em, tự nhiên chạy tới chạy lui. Thấy thiên vương vẫn đứng y thinh luôn. Chúng ta tiếp tục di chuyển để chết tài nguyên. Mình giả vẫn chưa có bạo kích, nhưng mà có được cái tấn công và phục ma thạch level 2 thì lượng đam cũng đã được tăng lên rất đáng kể. Tiếp tục di chuyển nào. Tài nguyên lại xuất hiện tới rồi. Thì chúng ta bắt đầu đi chết tài nguyên nữa. Lại làm cái tấn công. Chạy về các khu vực nãy giờ chúng ta đã di chuyển. Tiếp tục một cái tăng kháng. Rồi, cái gì đây? Một cái bạo kích rồi thì mà tuyệt vời. Quá thơm. Tấn công bạo kích đã có đủ. Rồi, gặp team nào là mình phang team đó. Chạy thẳng về khu vực số 6 và ảo tượng chuẩn bị xuất hiện rồi. Chúng ta sẽ có cái ảo tượng ở khu vực nào đây? Đó là khu vực số 7. Chúng ta không chạy về khu vực số 7 mà quyết định trở lại khu vực số 4. Dường như là khu vực số 1 mình thấy có tàn kiếm. Họ đang có ý định ăn boss hay là chạy lên khu vực số 2 đó anh em ạ. Chắc chắn là sau khi mở xong ảo tượng này anh em phải chết trở lại khu vực số 1. Hoặc là chúng ta chạy lên khu vực số 2. Đúng là như mình dự đoán rồi. Khu vực số 2 thẳng tiến. Họ đã mở thành công rồi. Chúng ta lướt vào. Có tàn kiếm tiêu dao đây rồi. Đây là tàn kiếm khác anh em ơi. Wow. 7x của tàn kiếm cũng không thể làm gì được. Khi mà Minh Giáo chúng ta đã có tấn công bạo kích, anh em thấy đam Minh Giáo ảo không? Lúc mà đã sốc đam được một cái phải nói là quá ghê gớm. Nhưng mà có những lúc anh em dầm nó lại không lên đam nha anh em ơi. Con này thì nó tỷ lệ sử dụng hủy thiên trúng đích thì nó cũng hơi hên xui, tùy theo vào nhân phẩm của anh em. Lúc nãy anh em kết thúc con tàn kiếm ở vòng số 1, mình cứ nghĩ tàn kiếm đó là chung team với cái bang và tiêu dao, nhưng không ngờ tàn kiếm đó lại là một tàn kiếm khác anh em ạ. Bây giờ chúng ta tiếp tục quay trở lại khu vực số 2 và team của các bạn đang có ý định di chuyển về khu vực số 1. Chúng ta đã lại phát một quả phát quỷ thiên nữa anh em, trời ơi ghê thật sự, phải nói là dậm cái nào có màn cái đó, quá mạnh cho Minh Giáo anh em ạ. Đó, bí quyết chơi Minh Giáo để có được đam to là anh em phải kiếm được bạo kích với tấn công nha. Đó là lý do vì sao khi mà anh em đi solo mình á, mình luôn khuyến khích anh em đi chích tài nguyên. Mình phải có được bạo kích tấn công thì mình mới up về những team 2, team 3 nó mới hiệu quả được anh em ơi. Như vậy là hiện tại trong bản đồ Tô Mạ chúng ta chỉ còn có 4 đội thôi, và trong đó có một cái bang. Cái bang thì hoàn toàn có khả năng lật kèo được với Minh Giáo. Nếu mà chúng ta VK không cẩn trọng thì cái bang có khả năng dồn chết Minh Giáo nha anh em. Đây, lướt dòng cái này rồi, phần sơ cái nó ui không sốc đam, cái bang đã lên được tí điệp. Ở khu vực số 6 dường như có thêm một team khác nữa. Cái bang đang cố gắng chạy, cái bang mất né rồi, cẩn thận, chúng ta có 7x không, có biết không, 7x đã lên rồi anh em ạ. Wow, dậm luôn, sốc đam nữa rồi, tuyệt vời quá Minh Giáo ơi. Phải nói là pha xử lý rất tỉnh của Minh Giáo. Và tiêu dao quá bất ngờ với phát dậm đó khi tiêu dao vẫn đầy máu. Rồi, tiêu dao tối về nằm mơ chắc cũng thấy Minh Giáo luôn anh em ạ. Quá hay. Đó, phải có những video thế này để anh em có thêm động lực chơi Minh Giáo. Chứ nhiều anh em cũng nói Minh Giáo đam ảo quá, nhiều lúc dậm trượt, rồi dậm vô lính, rồi dậm mít chiêu, tè le, hột me hết trơn. Hiện tại các bạn đang cố gắng đi hồi máu và chúng ta có lẽ cần phải đi chích lực tài nguyên cuối cùng để chuẩn bị cho vòng số 3. Vẫn còn một Thiên Vương. Ôi, Thiên Vương trận này sao chơi ta. Như vậy là hiện tại bản đồ của mình sẽ còn một cái bang, một Thiên Vương và một môn phái nào đó nữa anh em ơi. Rồi, bạo kích luôn. Rồi các bạn chuẩn bị tinh thần đi nha. Trận này có lẽ kết thúc sớm thôi anh em ơi. Vòng số 3 chuẩn bị bắt đầu rồi và chúng ta bắt đầu đi chích tài nguyên tiếp tục. Ở vòng này có lẽ mình không cần nhặt rương nhiều nữa, ưu tiên chết tài nguyên, kiếm tấn công, bạo kích, rồi kháng này đó, đây, bóp tí điệp lên, dậm một cái trượt rồi em ạ. Quẹt chiêu đang bị khống chế rồi, quẹt chiêu. Ui, quay ngược trở lại luôn kìa. Ui, trời ơi, ui, wow. Đó, bây giờ mới gọi là không chạy được, hơi ức chế nè anh em. Ui, còn quay lại cho, ui, ghê vậy. Nhờn, anh nhờn, thanh niên nhờn. Ủa, sao còn cái xác nằm kìa. Như vậy là cái bang cũng đã phải chia tay cái trận Tô Mạ. Wow, còn một cái bang khác nữa mà. Như vậy là trong bản đồ chúng ta có đến 2 cái bang lận. Bùm một cái không sốc đam, cái bang dồn tiếp điệp, cái bang ôi trưởng rồng luôn, được mà. Trời ơi, cái bang đã chạy rồi anh em ơi. Như vậy là hiện tại chúng ta sẽ còn một cái bang và một Thiên Vương. Chui. Một phát lướt và như vậy cái bang đã quá đen đuổi. Bây giờ mình sẽ còn một Thiên Vương và Thiên Vương có lẽ trận này không thể nào làm gì được Minh Giáo. Và kết quả trận Tô Mạ có lẽ là anh em cũng đã biết quá rõ rồi. Một tay to Minh Giáo BK như thế này thì chắc chắn là Thiên Vương sẽ không thể nào giành ưu thế và áp đảo lại Minh Giáo chúng ta anh em ơi. Nhưng mà hiện tại Thiên Vương đang trốn rất kỹ trong bản đồ Tô Mạ, chúng ta vẫn chưa phát hiện được tung tích của Thiên Vương. Này nói chữ lú cái mặt ra đi bạn ơi, trời, trận Tô Mạ chúng ta còn tới 4 phút nữa. Đây, xuất hiện rồi và chúng ta đã phát hiện được Thiên Vương. Xuống ngựa luôn mới ghê chứ anh em à. Ôi, xoay chuyền nhưng không chuyển máu khi chúng ta lên quỷ thiên. Có lẽ Thiên Vương này đã muốn chấm dứt cuộc chơi tại đây. Và như vậy là trận Tô Mạ kết thúc rồi anh em ơi. Và nếu như anh em yêu quý cái trận Tô Mạ này, hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.